lính đánh thuê trên mạng sẵn sàng cung cấp dịch vụ hack thông tin cho các tổ chức chính phủ và tư nhân. Và không ai là tuyệt đối an toàn. Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Lính đánh thuê trên mạng nghe như một bộ phim Internet hồi thập niên 90 mà trong đó các nhân vật nói về chuyện hack mạng World Wide Web bằng những con sâu virus. Nhưng không, như mọi thứ khác trong dòng thời gian ngu ngốc này, cái tôi sắp nói có thật. Lính đánh thuê trên mạng sẵn sàng cung cấp dịch vụ hack cho người trả giá cao nhất. Họ sẽ tấn công bất cứ ai. Và không may là họ giỏi về Internet hơn hầu hết các công ty Internet. Đó là thuật ngữ chuyên ngành. Kiến thức của tôi về cách Internet hoạt động tới duy nhất từ những bộ phim năm 90. Đó là lý do tôi lưu trữ tất cả dữ liệu trên đĩa mềm và di chuyển qua New York bằng Rollerblades. Lính đánh thuê trên mạng là một vấn đề nhức nhối. Meta, công ty trước đây là Facebook, mới cấm 7 công ty đánh thuê trên mạng đã tấn công khoảng 50.000 người. Những công ty đánh thuê trên mạng này có trụ sở ở những nơi như Ấn Độ, Israel, Macedonia và Trung Quốc. Họ tạo ra các tài khoản Facebook, Instagram và WhatsApp giả để do thám nạn nhân ở ít nhất 100 quốc gia theo ủy thác từ những khách hàng mờ ám. Theo Facebook, xin lỗi, theo thông cáo của Meta, các mục tiêu thực ra không hề phân biệt và bao gồm ký giả, người bất đồng chính kiến, nhà phê bình các chế độ độc tài, gia đình của phe đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền. Đơn cử, một trong các công ty bị cấm có tên là Citrox. Citrox ư? Thật luôn, tôi đoán mình không phải người duy nhất lấy cảm hứng từ những bộ phim Internet năm 90. Cứ nhìn logo của họ mà xem, còn gì giống một công ty tạo ra xã hội trên mạng u ám kiểu tương lai hơn như thế? Tôi nghe đây, Charlie. Citrox gọi phần mềm gián điệp của họ là Predator. Được rồi, tôi đoán ra là thế. Citrox có khách hàng ở khắp thế giới như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Việt Nam, Philippines và thậm chí cả Đức. Và có thể hack hệ điều hành iOS của Apple. Nhận lấy này khẩu hiệu, cái gì diễn ra trên iPhone lưu lại trên iPhone của Apple. iPhone của bạn là mồi ngon của lính đánh thuê trên mạng. Đó là điều mà nhà hoạt động đối lập lưu vong Ai Cập kiêm cựu ứng viên tổng thống Ayman Nour hiểu ra. Ông ấy biết có chuyện xấu đang diễn ra khi các kênh TV Ai Cập và Ả Rập bắt đầu cho công bố những cuộc gọi và đăng bức ảnh cá nhân của ông, thu thập được qua phần mềm Predator. Ông nói với Daily Beast, trải nghiệm này rất bạo lực về mặt tinh thần, và tôi đã phải ngừng hẳn trao đổi với con cái, gia đình và bạn bè để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Bạo lực về mặt tinh thần ư? Tức là như sử dụng Instagram rồi. Meta cũng loại bỏ 300 tài khoản Facebook và Instagram có liên hệ với một công ty trụ sở ở Israel tên Black Cube. Thật ư, Black Cube sao? Đang có cuộc thi đặt tên tương lai ảm đạm trên mạng hả? Black Cube đã giúp kẻ bị kết tội tấn công tình dục Harvey Weinstein cản trở báo cáo lạm dụng tình dục bằng cách tìm điểm yếu những người buộc tội hắn và do thám các phóng viên The New Yorker và New York Times. Còn ai là khách hàng của những kẻ đánh thuê trên mạng cặn bã này nữa? Một trong các công ty mà Meta cấm có tên Cobwebs. Công ty này có một hợp đồng 5 năm với Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Và đấy là vấn đề. Hầu hết các công ty này mô tả việc họ làm theo những cách khá sáo rỗng. Họ nói những thứ như, chúng tôi cung cấp cho các chính phủ các giải pháp mạng, hay chúng tôi giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu về thiết bị người dùng và dịch vụ đám mây. Nhưng hiện thực lại đen tối hơn nhiều. Đó là nguyên nhân cơ quan an ninh mạng của EU nói hacker đánh thuê là nguy cơ an ninh mạng lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt. Thật sao? Tôi tưởng mối nguy về an ninh mạng lớn nhất là Cyber Ninja chứ. Lại một bộ phim về Internet thú vị nữa của những năm 90. Nhưng 7 công ty mà Meta cấm mới chỉ là gãi ngứa trên bề mặt. Chỉ là phần nhỏ trong một nền kinh tế do thám kỹ thuật số rộng lớn hơn nhiều. Tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Lính đánh thuê trên mạng hay hacker đánh thuê là vấn đề lớn hơn nhiều so với chỉ vài công ty mà Meta vừa cấm. Ngay cả chính phủ Mỹ cũng đang cấp vốn cho những tổ chức này. Tổ chức nổi bật nhất hiện nay là NSO Group,
một công ty tư nhân có nguồn gốc từ đơn vị trên mạng bí mật của Israel, Unit 8200. Tổ chức này trở nên khét tiếng nhờ phần mềm do thám Pegasus. Cuối cùng cũng có một công ty không đặt tên phần mềm theo một bộ phim về Internet những năm 90. Thay vào đó là một ban nhạc metal với mái tóc kỳ dị những năm 80. Pegasus có thể thu thập email, nhật ký cuộc gọi, các bài đăng trên mạng xã hội, mật khẩu người dùng, danh bạ, ảnh, video, file ghi âm và lịch sử duyệt web. Tất nhiên, NSO Group nói họ chỉ có những khát khao cao quý. Họ nói chỉ làm việc cho các chính phủ để do thám khủng bố và tội phạm, như phóng viên của New York Times ấy, hay những người ủng hộ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến. Tổ chức này thậm chí còn hack vào được cả điện thoại của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Uganda. Thế thì không được rồi. Các công ty như NSO Group không tiết lộ ai đang sử dụng sản phẩm của họ và mục tiêu của họ là ai. Họ trốn tránh trách nhiệm khi nói tội lỗi cuối cùng là của người sử dụng công cụ này. Nhưng các nhà nghiên cứu của Google phát hiện rằng những khả năng mà NSO cung cấp vượt quá những gì người ta tưởng tượng trước đó, rằng chỉ một nhóm nhỏ quốc gia có thể tiếp cận được. Nó là vũ khí tấn công mà không thể tự vệ, y như các ban nhạc metal những năm 80. Tất cả những thứ này đều hết sức nguy hiểm khi các chế độ độc tài hoặc kẻ xấu sử dụng công cụ của NSO Group để do thám công dân và đàn áp người bất đồng chính kiến, người ủng hộ nhân quyền và phóng viên. Nhưng lính đánh thuê trên mạng có lẽ sẽ thấy ngày càng khó hoạt động hơn. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Các công ty và chính phủ đang bắt đầu trấn áp lính đánh thuê trên mạng. NSO Group đã bị Facebook kiện. Có cả Apple. Và Apple, cái Apple không thể hack được ấy. Muốn đi xa hơn nữa, Apple muốn chặn không cho công ty này sử dụng phần mềm Apple, một bước đi sẽ phá hủy mô hình kinh doanh hiện tại của NSO. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã cho NSO Group vào danh sách đen cùng với 3 công ty khác. Đồng nghĩa, người Mỹ không thể chia sẻ phần cứng hoặc phần mềm với NSO Group nếu không có giấy phép từ Bộ Thương mại. Thế nghĩa là NSO Group giờ đang nợ khoảng 450 triệu đô la. Theo Bloomberg, NSO Group giờ đang xem xét đóng cửa bộ phận Pegasus, vốn chiếm một nửa lợi nhuận của họ, hoặc có thể là cả công ty. Một số thành viên Quốc hội Mỹ thậm chí còn muốn nhiều hơn. Trong một lá thư gửi lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố Mỹ, 18 nghị sĩ đã yêu cầu NSO Group và 3 công ty giám sát khác bị cấm vận vì vi phạm nghiêm trọng nhân quyền được quốc tế công nhận bằng cách cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các hành vi lạm dụng nhân quyền. Chỉ là đừng cấm vận cái mà Mỹ đang tài trợ, như Paragon chẳng hạn, mà nghe vừa giống một công ty mạng ảm đạm từ phim Internet năm 90 và ban nhạc metal những năm 80. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Và nếu bạn thích chương trình, thì xin nhớ chúng tôi không thể duy trì nếu thiếu sự ủng hộ trực tiếp từ khán giả. Truy cập patreon.com/americauncovered và ủng hộ $1 hoặc hơn cho mỗi tập để giúp chúng tôi duy trì chương trình. Bấm vào đường dẫn dưới đây. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.